Bọn mình chào tất cả các bạn nha. Bữa nay bọn mình đã bán bò các bạn ơi. Thì bọn mình sẽ bán trên tất cả các nhóm hội và trên YouTube, Zalo, Facebook của bọn mình. Thì đây là những máy bò đực hết trơn đó các bạn. Thì 2, 4, 5 bé này. Thì bạn nào có muốn rước hết 5 bé thì sẽ giá rẻ một chút. Còn bạn nào muốn mua mà lẻ thì các bạn chụp màn hình lại. Và các bạn hãy chụp màn hình gửi hình qua Zalo cho bọn mình nha các bạn. Thì đây là nó sẽ có là Ame nè, Ame, Cali, Teddy, Teddy Cali và Cali bị lỗi các bạn. Nãy mấy bé này là toàn bộ là đực không các bạn. Thì trong đây có mấy bé đẹp, có cũng tương đối là được các bạn, chứ không có được gọi là phải xấu. Chủ mình thấy mấy bé này cũng rất là ok luôn. Có bé Cali này nó rất là đẹp luôn các bạn, mà bị lỗi lông. Và cái bé Ame Satin này nó bị lỗi lông các bạn, còn bao nhiêu là không có bị lỗi nha các bạn. Cái bé Teddy này cái mặt rất là đẹp luôn. Bọn mình đem vào đây để bọn mình quay cho kỹ cho các bạn xem nó bé. Này là Teddy Cali đực, các bạn lên mũi rất là tốt luôn nè. Thì bé mấy bé này hiện tại nó 3 tháng tuổi, hơn 3 tháng tuổi thôi các bạn. Mấy bé rất là đẹp. Nó rất là nhoi cho nên bọn mình phải để nó vô nhằm bọn mình quay cho các bạn xem. Thì bạn nào ưng thì có thể inbox cho bọn mình nha. Rồi xuống cái phần mô tả của mình lấy số điện thoại Zalo Facebook của mình các bạn. Các bạn Zalo của mình là bọn mình sẽ gửi hình ảnh từ bé cho các bạn xem nha. Xinh nha các bạn. Rồi thì đây là những cái bò của mình bán. Của mình sẽ tạm kết thúc video các bạn. Kính chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ. Hãy xem kênh của mình và hãy đăng ký ủng hộ của mình nha. Bye bye.